vấn đề. Thì cái vấn đề này thì hầu như là nếu như cô chú anh chị đã từng tham gia, đã từng tìm hiểu, đã từng mua bất động sản rồi thì sẽ biết được, nhưng mà đâu đó thì vẫn còn một vài cô chú anh chị khi mà mình mới bước vào mua ở, mua đầu tư hoặc mua để đó thì có nhiều cô chú anh chị lại chưa biết. Và cách đây khoảng 3 hôm đó thì có một chị mới gọi Nhân hỏi về cái vấn đề là cái tài sản chung giữa vợ và chồng. Thì trước khi đi vào cái nội dung chính thì Nhân cũng chia sẻ với cái nhà mình một cái câu chuyện là chính Nhân là đã người từng gặp cái tình huống này. Tức là vào khoảng 2015 thì cái lúc đó là cái lúc đầu tiên Nhân mới vào nghề bất động sản và Nhân bán được cho một chị khách hàng đầu tiên luôn. Thì cho nên là Nhân nhớ rất là rõ về cái vụ việc này. Đầu tiên là khi chị đi mua đất, chị đi xem thì có hai vợ chồng và một đứa con luôn, tức là cả gia đình đi xem đất. Thì khi xem xong và cái giá thì chị đồng ý ok và đặt cọc, nói chung là mua là suôn sẻ hết. Nhưng mà sau 2 năm thì chị mới gửi lại Nhân để mà bán lô đất này. Thì cái lúc này đó là Nhân đâu có biết cái câu chuyện là trong cái gia đình của chị là đang bị lục đục thì Nhân đâu biết được, nên là khi chị gửi Nhân thì Nhân cũng chào bán như những cái lô đất khác. Và khi chào bán thì trong vòng khoảng chừng 1 tuần thôi là có khách đồng ý mua lại và đồng ý đặt cọc cho chị là 50 triệu trong vòng 1 tuần sẽ sang nhượng. Thì khi tới cái lúc mà sang nhượng công chứng sang tên để mà đi xuống nhà nước đó, thì Nhân mới gọi nhắc chị là chị ơi, khi mà chị đi thì nhớ mang theo chứng minh của chị, chứng minh của anh, hai vợ chồng nha, và cái giấy kết hôn, thêm cái giấy hộ khẩu của mình nữa thì lúc này mới có thể là sang nhượng được. Chứ còn mình thiếu một trong những cái giấy mà em nói trên đó, thì không thể nào sang nhượng được như chị. Thì lúc này mới vỡ lẽ ra là mới tá hỏa lên là cái cọc, tiền cọc thì chị đã nhận rồi, thì cũng đã đến hẹn là 1 tuần sẽ sang tên công chứng. Thì trong hợp đồng nó rất là rõ ràng là nếu như mà bên mua không mua nữa thì sẽ bị mất cọc, còn nếu bên bán không đồng ý bán nữa thì sẽ đền gấp đôi cái tiền cọc đó. Tức là đã nhận 50 triệu rồi thì sẽ đền thêm 50 triệu nữa là 100 triệu. Lúc này mới bỏ lẽ ra thì chị cũng rất là hăng quan. Thì khi mà Nhân tìm hiểu thì Nhân mới biết được một cái điều là chị nói là bây giờ là hai vợ chồng chị đã gọi là ly thân rồi, ly thân cũng khá là lâu và bây giờ là chuẩn bị ly dị. Thì chị mới muốn bán lô đất này đi và cái số tiền đó thì chị sẽ lấy một mình. Đó, tức là chị lấy chọn cái phần lô đất đó, tại vì ngày xưa cái lúc mà chị mua đó thì cũng hoàn toàn một mình chị đặt cọc rồi một mình chị đứng tên trên lô đất luôn. Thì chị cứ nghĩ là bây giờ hồi đó là mình đứng tên thì bây giờ cái người bán cũng là mình thôi, đó là đâu có chuyện xảy ra. Nhưng mà trong cái luật đất đai, luật bất động sản thì nếu như cái tài sản mà sau hôn nhân thì bắt buộc là sẽ là cái tài sản chung đó. Cho nên là lúc này thì chị mới gọi cho ông xã của chị. Thì lúc này lại gặp thêm một cái tình huống nữa là ông xã chị không đồng ý ký tên để mà cho chị bán cái lô đất này. Và cái lô đất này hiện tại cho tới cái thời điểm này là năm 2020, tức là 5 năm rồi, cái lô đất nó vẫn còn và bây giờ vẫn chưa bán được. Và cái lô đất này thì nó nằm ở ngay trên chỗ của chợ Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa của tỉnh Long An mình đó. Tới bây giờ vẫn còn cái nhà, tại vì hai bên không có đồng ý cho nên là không thể nào bán được lô đất đó. Đó là một cái câu chuyện để mà cho cả nhà mình lưu ý khi mà mình mua nhà đất. Thì trong cái quy định của nhà nước khi mà mình nói về cái tài sản mà sau hôn nhân đó, thì nó sẽ là một tài sản chung. Nhưng nếu mà cái tài sản sau hôn nhân mà cái tài sản đầu tiên đó nha, cái tài sản đầu tiên tức là nếu như người vợ hoặc là người chồng mà có một cái căn nhà hoặc là một cái lô đất mà mua từ cái lúc mà chưa cưới nhau đó, chưa kết hôn đó, thì khi mà kết hôn rồi đó mới bán cái lô đất này, bán cái lô đất này để mà mua một cái đất mới hoặc là mua một cái căn nhà mới. Thì chỉ cần mình chứng minh được mình đã bán cái lô đất hoặc là cái căn nhà đó để mà mua lại một cái lô đất hoặc một căn nhà mới thì sẽ được nhà nước xác nhận là cái tài sản riêng của người vợ hoặc người chồng. Còn nếu như là cái tài sản mà khi mà mình mua trước hôn nhân thì cũng được nhà nước xác nhận đó là tài sản riêng của vợ hoặc chồng. Cái tài sản riêng đó thì tức là cái tài sản riêng lúc mà mình mua thì chưa kết hôn, nhưng mà lúc mình mua rồi thì lúc mình muốn bán thì lại kết hôn, kiểu này như vậy. Thì mình chỉ cần cái căn cứ vào cái ngày tháng ở trên cái sổ hồng của cái bất động sản khi mình mua, và mình lấy mình so sánh với cái giấy kết hôn đó. Thì trong cái sổ hồng của cái sản phẩm trước mình mua đó thì nó có rõ ràng cái ngày tháng và cái năm ra cái sổ đó ở trong cái trang giữa đó, và cái giấy kết hôn mình cũng vậy. Thì mình sẽ căn cứ vào hai cái giấy trên giấy kết hôn và cái giấy của cái sổ hồng nhà đất, thì mình sẽ biết được là cái tài sản trước hay sau. Nó chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà cái nhà mình lưu ý và tóm tắt lại, tức là nếu như tài sản bất động sản của vợ hoặc chồng trước khi kết hôn là tài sản riêng của vợ hoặc chồng, còn nếu như là tài sản mà sau kết hôn thì đó là tài sản chung. Nhưng nếu mình xác nhận được là mình bán một cái tài sản trước của vợ hoặc là của chồng đó, mình tự bán một tài sản trước để mua một cái tài sản sau hôn nhân bằng cái số tiền mà của bất động sản trước mình mua, để mà mình bán để mà mua bất động sản này, thì cũng được nhà nước xác nhận là tài sản riêng của vợ chồng. Rồi thì là một cái video ngắn gọn để chia sẻ cho cả nhà mình về cái vấn đề là tài sản mà trước hôn nhân và sau hôn nhân. Rồi cuối video thì Nhân xin cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đã dành một chút thời gian theo dõi video của Nhân, và cả nhà mình hãy nhấn đăng ký kênh của Nhân để có thể là xem được những video sau nữa. Biết đâu những video sau thì mình sẽ xem được những cái dự án hoặc là một cái căn nhà, một cái đất nào đó mà phù hợp với cái tài chính của mình, thì lúc đó cứ gọi Nhân sẽ tư vấn cho nhà mình. Hoặc là cách thứ hai thì có thể là kết bạn Zalo của Nhân, số điện thoại trên màn hình, hoặc là vào cái trang web nguyentrungnhân.com.vn để tham khảo những dự án mà Trung Nhân đang bán. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại các nhà mình ở video sau.